Do được nghỉ ngơi hoàn toàn trong buổi sáng, thế nên buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam diễn ra với thời lượng khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau bài tập khởi động nhẹ, huấn luyện viên Park Hang-seo lại chia đội hình ra đà đối kháng. Công Phượng tiếp tục là người chơi hay ở những trận đấu tập khi anh ghi cả hai bàn, giúp cho đội mặc áo VIP giành được chiến thắng với tỷ số 2-1. Còn ở phần sân bên kia, Phan Văn Long là người lập công. Trong buổi tập đá đối kháng này, huấn luyện viên Park tiếp tục thử nghiệm đội hình 3-5-2, đá với một đội hình 4-1-4-1. Dù Công Phượng là người chơi tốt, tuy nhiên sau mỗi tình huống ghi bàn của chân sút Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên người Hàn Quốc lại tỏ vẻ không hài lòng về hàng phòng ngự của đội bóng còn lại. Về mặt lực lượng, bên cạnh trung vệ Tiến Dũng đang phải tập riêng cùng với các bác sĩ, thì hai hậu vệ là Lê Văn Đại và Phạm Xuân Mạnh cũng phải ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu. Trong chiều nay, tại phòng họp báo của sân vận động iMobile, các huấn luyện viên của ba đội bóng nằm tại bảng B M150 Cup là U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan và U23 Myanmar đã có những phát biểu trước khi giải đấu diễn ra. Chúng tôi mới chỉ tập luyện được khoảng một tuần trước khi có mặt tại Thái Lan chuẩn bị cho giải đấu này. V-League kéo dài hơn thường lệ nên điều đó phần nào ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ. Đây là giải đấu rất có ý nghĩa với chúng tôi bởi sắp tới sẽ là vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc. Mục tiêu của chúng tôi là tiến càng sâu càng tốt tại M150 Cup. Myanmar là đội duy nhất không dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, nên chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức giải đã mời chúng tôi tham dự giải đấu này. Thái League cũng đang mở rộng suất cho các cầu thủ Đông Nam Á. Đây là điều tốt đối với các đội bóng trong khu vực vì chất lượng cao của giải Thái League. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ trẻ của Myanmar sẽ có được một trải nghiệm tốt. Chúng tôi đánh giá cao U23 Việt Nam tại giải đấu lần này và đó sẽ là đối thủ chính của chúng tôi. Uzbekistan hiện tại là những cầu thủ xuất sắc ở lứa tuổi U23 mà tôi tập hợp được. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể giành một vé tranh chức vô địch tại giải đấu lần này. Tại vòng bảng giải M150 Cup, đội tuyển U23 Myanmar là một trong những đối thủ chính của đội tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên GGC chỉ mang sang Thái Lan vỏn vẹn 21 cầu thủ, trong đó phần lớn là những cầu thủ còn rất trẻ. Tuy nhiên, tham vọng của họ là không hề nhỏ. Sáng nay tại khuôn viên khách sạn Alvarez, nơi đóng quân của ba đội khách mời tại giải M150, đội tuyển U23 Myanmar đã tranh thủ thời gian tập nhẹ trước khi bước vào bữa ăn sáng. Tại giải đấu này, U23 Myanmar chỉ còn khoảng 8 cầu thủ từng thi đấu tại SEA Games 29 ở Malaysia. Phần còn lại là những cầu thủ ở lứa U18. Người có kinh nghiệm thi đấu dày dặn nhất chính là đội trưởng Sithu Aung. Giải đấu này chúng tôi không có được những ngôi sao sáng nhất như Aung Thu, thay vào đó là phần lớn các cầu thủ còn rất trẻ. Tuy nhiên chúng tôi không hề e ngại U23 Việt Nam, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Khác với U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo coi M150 là giải đấu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018. Còn với U23 Myanmar, do không được dự giải đấu sắp tới tại Trung Quốc, nên họ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ của Myanmar được thi đấu với những đối thủ chất lượng trong khu vực. Bởi các đội đều cử đội hình mạnh nhất tham dự giải, chúng tôi sẽ có những kế hoạch chuẩn bị dài hơn cho SEA Games 30.